10 tỷ phú trẻ nhất Đông Nam Á, Việt Nam có hai đại diện. Một, David Chen, 40 tuổi, quốc gia Singapore, tài sản 3,1 tỷ đô la Mỹ. David Chen là đồng sáng lập của Si, công ty thương mại điện tử và trò chơi điện tử có trụ sở tại Singapore. Nổi tiếng với trò chơi di động Free Fire, Chen tốt nghiệp kỹ sư máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore và từng làm việc tại công ty khai thác cảng thuộc sở hữu của Temasek PSA Corp. Chen hiện đảm nhiệm vai trò giám đốc sản phẩm của nền tảng thương mại điện tử Shopee, một công ty con của Si. Trước đó, ông từng là cô giám đốc vận hành của Si. 2. Gang Ye, 41 tuổi, quốc gia Singapore, tài sản 10,2 tỷ đô la Mỹ. Gang Ye cũng là đồng sáng lập của Si. Ông là cựu sinh viên Đại học Carnegie Mellon, Mỹ và từng làm việc cho Wilma International và Ủy ban Phát triển Kinh tế của Singapore. Ye chuyển từ Trung Quốc đến Singapore định cư thập niên 90. Khi còn là thiếu niên, ông giữ chức cu si từ năm 2017. 3. Forrest Lee, 43 tuổi, quốc gia Singapore, tài sản 15,8 tỷ đô la Mỹ. Forrest Lee sinh ra và lớn lên tại Thiên Tân, học đại học ở Thượng Hải, Trung Quốc. Khi còn đi học, ông từng chơi game xuyên đêm tại một quán cà phê Internet. Sau khi tốt nghiệp, Lee làm việc tại Motorola Solution và Corning ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng tương lai của mình sẽ bị hạn chế khi chỉ ngồi văn phòng và đăng ký khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Năm 2009, Lee thành lập công ty tại Singapore. Khi ấy có tên Garena, sau này đổi tên thành Si, chuyên cung cấp game online. 4. Nitiosa Thernugra, 47 tuổi, quốc gia Thái Lan, tài sản 1,4 tỷ đô la Mỹ. Một phần tài sản của Nitiosa Thernugra đến từ cổ phần tại Osospa, nhà sản xuất nước tăng lực nổi tiếng M150 của gia đình ông. Công ty này niêm yết vào năm 2018. Được điều hành bởi Pet Osa Thernugra, một người đam mê siêu tập nghệ thuật. Niti cũng có cổ phần tại công ty Minor International, Central Plaza Hotel và Home Product Center. 5. Vonerat Tankaravakun, 49 tuổi, quốc gia Thái Lan, tài sản 1,7 tỷ đô la Mỹ. Vonerat Tankaravakun là con trai cả của Prachak Tankaravakun, người điều hành Toa Pen, công ty sơn lớn nhất Thái Lan. Vonerat trở thành tỷ phú sau khi niêm yết công ty cáp và dây điện của ông, Stark Corporation, vào năm 2019. Vonerat cũng sở hữu cổ phần của Toa Pen. Công ty sơn này hiện có 3 nhà máy ở Thái Lan cùng với các nhà máy ở Việt Nam, Lào, Myanmar, Malaysia và Campuchia. 6. Tan Yu Ye, 50 tuổi, quốc gia Malaysia, tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tan Yu Ye trở nên giàu có nhờ cổ phần tại Mr. DEE Group, một chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng được thành lập vào năm 2005. Công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Malaysia vào tháng 10 năm ngoái, giúp ông Tan trở thành tỷ phú. 7. Chang Yong, 51 tuổi, quốc gia Singapore, tài sản 11,6 tỷ đô la Mỹ. Chang Yong là đồng sáng lập và chủ tịch của Haidilao, một trong những chuỗi nhà hàng lẩu thành công nhất của Trung Quốc với hàng trăm nhà hàng. Ngoài ra, thương hiệu này cũng có cơ sở tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore và cả Việt Nam. Tháng 9 năm 2018, Haidilao tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO. Vợ ông Chang, Su Ping, cũng là đồng sáng lập công ty này. 8. Nguyễn Thị Phương Thảo, 51 tuổi, quốc gia Việt Nam, tài sản 2,4 tỷ đô la Mỹ. Sinh năm 1970, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không Vietjet, là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes công nhận. Năm 2019,
bà cũng được tạp chí này đưa vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Thảo bắt đầu kinh doanh vào khoảng năm 1988, khi còn là sinh viên đại học năm thứ 2 ngành tài chính và kinh tế ở Moscow. 9. Hồ Hùng Anh, 51 tuổi, quốc gia Việt Nam, tài sản 2,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, lần đầu tiên được tạp chí Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 1349. Hiện ông Hùng Anh là người giàu thứ 1540 trên thế giới. 10. Tan Enki, 51 tuổi, quốc gia Malaysia, tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tan Enki là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Greatech Technology, một công ty sản xuất thiết bị tự động hóa công nghiệp phục vụ nhiều ngành nghề khác nhau. Ông Tan thành lập công ty vào năm 1997 cùng với người bạn học của mình. Colin Heng hiện đảm nhiệm vai trò CEO của công ty. Khách hàng của Greatech bao gồm các hãng xe điện, nhà sản xuất năng lượng mặt trời và các công ty bán dẫn.